chào mừng mọi người quay lại với Trúc Lê Cuộc Sống Mỹ. Hôm nay mình đi Costco trước một ngày lễ tạ ơn nè. Wow, năm nay các bạn biết mình ấn tượng ở Costco nhiều nhất không? Họ làm bánh rất rất là nhiều, những cái loại bánh truyền thống cho lễ Thanksgiving đó. Nhất là bánh pumpkin pie. Họ làm ra mà mình thấy họ lót ra cả hàng ngàn cái luôn các bạn thấy nè. Quá trời quá đất luôn. Đó, rồi hôm nay nhà mình mua thịt bò đây nè các bạn, mua thịt bò để ăn lẩu shabu shabu á. Thì hả, Costco càng ngày họ càng lấy được lòng khách hàng là họ đã chuẩn bị hết những cái thức ăn mà truyền thống trong ngày lễ Thanksgiving dành cho những gia đình rất là bận rộn, giống như khoai tây nghiền các bạn. Họ không cần phải làm gì hết mà mua ở đây giá rất là rẻ. Đó, còn cái này là thịt bò họ ướp sẵn nè. Đây là quầy phô mai, hôm nay mình mua cái phô mai mozzarella mà có ướp sẵn ở trong dầu ô liu các bạn, ăn rất là ngon. Đang được giảm giá. Ai mà mê phô mai nhập khẩu từ châu Âu thì hả, đi Costco tha hồ vào đây mà mua toàn phô mai ngon. Cái này là tiramisu trong ly nè mọi người. Hôm nay mình có mua cái bánh crepe này hả, làm sẵn để về treat Nutella cho Dominic ăn. Cái bánh crepe luôn cũng nhập từ Pháp á các bạn. Wow, các bạn thấy dễ thương không? Cái bánh cookie mà họ xếp lên nhìn như cái thông vậy đó. Nhưng mà giá cũng không rẻ đâu nha. Đây, còn những cái chú Nutcracker. Yeah, các bạn thấy mình đang làm gì không? Mình đang nhuộm tóc, mình nhuộm một cái màu mới mình mua trên Amazon đó. Nó như cái bọt xà bông vậy đó, nhuộm rất dễ. Đây là cái màu British Ash. Cái màu này lên rất là tây và rất là nhẹ nhàng. Đi làm, đi học đều được, không có bị quá sáng. Đó, thì mình sẽ quay cho các bạn kết quả tóc của mình vào ngày hôm sau. Khi mà trời sáng các bạn sẽ dễ thấy cái màu của tóc của mình hơn nha. Buổi sáng Thanksgiving mọi người. Chúc mọi người một Thanksgiving thật là vui vẻ và đầm ấm bên gia đình. Hôm nay là sáng Thanksgiving thì nhà mình không có ăn ở nhà. Tại vì tối nay mới nấu nướng ăn ở nhà. Tối nay sẽ ăn lẩu shabu shabu. Thì buổi trưa thì chắc ăn ra ngoài ăn đỡ cái gì. Ok, để cho mọi người xem tóc màu mới của mình nè. Màu này là thuốc Nhật Bản, mình mua trên Amazon được giá rẻ hơn rất là nhiều khi các bạn mua ở cửa hàng Nhật nha các bạn. Thường là mình mua cái hiệu này ở chợ Nhật Bản là khoảng 20 đồng, 21, 22 đồng gì đó. Mà mình mua ở Amazon nó giá rẻ hơn rất là nhiều. Ok, nếu các bạn nào quan tâm thích cái màu này, các bạn dùm nè, tóc nó rất là mềm nha. Quan tâm màu này thì có gì mình để đường link ở dưới thì các bạn có thể vào xem tham khảo và mua trên Amazon nha mọi người, ship tới nhà. Hôm nay nhà mình ăn trưa ở nhà hàng tên là Made Me, là Mediterranean food, làm đồ ăn địa Trung Hải á các bạn, đồ Trung Đông nè. Thì cái ẩm thực địa Trung Hải này các bạn nên thử, nó rất là ngon các bạn ơi. Không có nhiều là mình nghĩ là cái đồ nó sẽ nặng mùi nó như thế này thế kia ha, nhưng mà hả, các bạn nên ăn một lần đi, các bạn sẽ ghiền luôn á. Thì hồi xưa hàng xóm cũ của mình là người Trung Đông á các bạn, cho nên là họ hay chia sẻ đồ ăn á, mình ăn là mình hơi bất ngờ luôn á. Nhưng mà đồ ăn của họ thì không có thịt heo nha. Đồ ăn địa Trung Hải rất là ngon nha mọi người, mọi người nên thử nha. Ăn rồi rất là ghiền luôn á. Tại vì hồi xưa hàng xóm của mình là người Trung Đông á các bạn, họ mang đồ ăn qua họ biếu, mà ăn mà thấy rất là ngon. Cái gạo của họ là xài cái gạo Ấn Độ á. Cái gạo đó nó khô khô á. Ai thích ăn cơm khô khô thì rất là thích. Cái gạo họ nấu với lại nhụy hai ngày Tây á các bạn. Cái ẩm thực địa Trung Hải nổi bật là thịt nướng xiên que và K-pop, và bánh mì naan chấm với lại hummus là cái sốt mà xay từ cái đậu gà đó các bạn. Hai cái bà con nhỏ của mình đúng là con nít Mỹ luôn á, đi đâu cũng chỉ có hả gà chiên, khoai tây chiên, rất là chán luôn á. Cho nên là kêu hai cái phần này cho hai chị mà hả, hai cái phần này nó to ơi là to luôn. Cái đó là phô mai que, cái này là gà chiên này cả mọi người. Đồ ăn đây làm hơi lâu nha, tại vì mình thấy có một cái đầu bếp thôi à. Ở đây các bạn trẻ người Trung Đông thì họ có hút shisha, họ ngồi ngoài các bạn. Đây là cái phần ăn của bố Dominic nè các bạn, có cơm Ấn Độ nè, có thịt bò, gà xé nè, rồi hummus và salad. Thì cái phần này là 16 đồng 99, chưa có tính thuế á mọi người. Phần rất là khá to, kiểu là thịt nhiều. Còn cái phần của mình á là mình gọi thịt nướng xiên que mà hai loại là gồm gà và bò, và bánh mì naan và hummus và gạo. Thì cái phần này á, là 18 đồng 99 lần các bạn. Thì nó tính theo cái dạng dĩa đó, cho nên giá nó hơi cao hơn. Các bạn nghĩ sao mà mình có thể ăn hết dĩa này?
không thể nào hết. Mình ăn có một gốc, mình chia sẻ ra cho bố Dominic. Đậu gà xay, cái này là bánh mì pizza, này là thịt bò xiên que chiên nướng, thịt gà xiên que, salad cơm Ấn Độ. Cơm mà có gia vị mọi người nó mới ngon thấm. Gà với bò cũng không có khô như chỗ khác. Đây là cái bánh Pavlova nổi tiếng của người Địa Trung Hải các bạn. Thì cái bánh này nó làm giống như bánh ngàn lớp vậy đó, mà nó có cái pistachio là hạt dẻ cười phủ lên trên á, và họ phủ hết cái nước sốt mật ong á cho nó thấm vô cái bánh. Cái bánh này nó rất là đắt tiền các bạn, có hai cái nhỏ xíu như cái ngón tay vậy đó, mà $5 mấy một hai cái này các bạn. Bây giờ đi ăn xong rồi đi qua chợ Israel. Wow, sao lạnh ghê ta. Hôm nay chợ Sprout vẫn mở cửa nha mọi người. Xin đi con. Wow, xin đi rất. Có 3 loại bánh. Pumpkin cake roll. Giờ mua đồ chua cho đứa Mỹ ăn, nó thích ăn đồ chua Mỹ. I don't see any bagel, mommy. Bagel hả? Bagel. Ăn với lại cá hồi xanh khói. Chợ này bán bánh mì ngon lắm mọi người. Yeah. Traditional. Multi grain or poppy seed. Pickle hả? Yeah. Pickle, pickle, pickle đây nè bố. Bố. Này là pickle tươi không á? Oh, kosher hả? Nó làm bằng muối, kosher. You want organic slice or you want the? I want slice. Or you want the strip? I want slice. 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 Yeah. Ok. Ok. Yeah. Hello plan, cái cây đẹp quá. Như một cây 35 đồng cây. Đẹp quá, tốt ghê. Yeah. Bạn ơi, sau bao nhiêu năm thì cây camellia trước nhà mình đã nở được rồi nè mọi người. Ồ, nó đẹp. Cái cây cái màu này là mình thích nhất luôn á. Nó màu trắng mà nó có những cái sọc màu hồng á các bạn. Cho mọi người xem cây thông của nhà mình hôm nay nè. Đẹp không mọi người? Đó. Ai cũng nói nhà mình sao chân thông sớm nhưng mà hả? Đam mê lắm. Mê Noel lắm. Hôm nay có mấy cái treo lủng lẳng mới nè, dễ thương không mọi người? Rất chiếu lấp lánh. Có mấy cô tiên nè. Có hoa tuyết nè. Này ngôi làng nè. Ngôi làng nhỏ của gia đình mình nè. Này có tuyết đó nè. Yeah. Tuyết nè mọi người. Trong Home Good rồi mọi người. Đẹp ha. Mình bật đèn. Okay, bật đèn lên rồi. Đẹp không? Biệt thự á. Cái này là ông già Noel bật nhạc được nè. Này người trí cũng bật đèn lên mà chưa có thay pin. Đó, cái này cũng vậy hết, pin chưa có thay. Còn bây giờ là chuẩn bị trải bàn để tối nay ăn Thanksgiving. Yeah. Người giờ mình ra mình cắt cúc chân nha, ngoài lễ tạ ơn nè. Đó, đó chữ cúc luôn, cúc hai màu. Cái bông mới cắt vô nè mọi người. Đẹp không? Quá trời đẹp luôn nè. Yeah.
Chị nấu cái nước lẩu shabu shabu đó mọi người, gồm có cái rong biển khô này nè. Đó, với lại cái cá bào. Thì nó sẽ ra cái mùi vị nó hơi giống như cái mùi mà mùi tanh tanh của biển đó mọi người. Với lại mình có dùng cái sauce này mình mua trong Taiso nè. Hồi trước nó có cái nước, cái bịch sauce bự hơn để ăn lẩu đó, mà bây giờ họ không còn bán nữa. Thì họ có cái này nó gọi là Tokyo Sukiyaki sauce, cũng là một loại sauce ăn lẩu á mọi người. Nói chung là mình dùng cái này để cho nó đậm đà hơn thôi. Đó, chủ yếu là mình ăn từ cái thịt bò tươi, mình nướng vào cái nước ngọt từ từ, để lại từ rau củ quả nấm. Đó, ở trong đây mình có bỏ một cái lá rong biển khô để cho nó mềm ra, rồi mình vớt ra nó có cái vị tanh tanh của rong biển á. Rồi sau mình cho cá bào vô trần sơ cho nó ra cái mùi, rồi bắt đầu mình cho cái nước sốt này vào, rồi mình sẽ nêm nếm theo khẩu vị của mình. Thì ăn cái lẩu Nhật á, họ chủ yếu là họ không có nêm gì hết trơn á mọi người, để cho ra nước ngọt của thịt nó ra, nhưng mà mình ăn đậm đà hay kiểu người Việt á thì mình sẽ nêm lại. Mình có mua apple cider ở trong cái chai lớn đó, mình mua trong lon này nè, uống nó tiện hơn. Đó. Có apple cider nè, có nước này là nước nước dừa, dâu dừa mà dạng có ga đó mọi người. Uống cho tiêu. Đó. Rồi cái này là bánh bông lan Đài Loan đêm qua mình làm nè. Đó, làm hứng lên làm gì đó cho nó nhỏ ăn, nhìn nó hấp dẫn hơn mọi người. Rất là mềm mịn luôn. Ngon hơn ở trong chợ bán nhiều nha. Thì bánh này mình cũng có chia sẻ cho mọi người rồi đó. Mọi người nào có quan tâm bánh này có thể xem những video cũ của mình đó, bánh bông đan Đài Loan Castella. Tắt xôi rồi mình mới cho cá bào vào nè mọi người. Đó các bạn thấy cái rong biển nó nở to ra không? Giờ nó gần sôi nè mọi người, mình sẽ vớt hết cái rong biển với cái cá bào này ra. Mình vớt sạch rồi, bây giờ mình sẽ cho cái nước sốt này vô. Mình cho từ từ nha các bạn, mình đâu có biết nó cái vị nó mặn ngọt ra sao. Rồi, mình cho nửa trước rồi mình nêm thử nha. Sau khi nêm khoảng nửa muỗng canh muối và 2 muỗng canh bột nêm thì nước sốt của mình bây giờ rất là vừa, mặn mặn ngọt ngọt. Đó, bây giờ mình sẽ cắt một củ hành tây vào và một ít hành gốc hành lá để cho cái nước nó thơm. Chuẩn bị luộc khoai tây để làm khoai tây nghiền cho Dominic ăn. Dominic order khoai tây nghiền. Thì khoai tây nghiền đơn giản lắm, luộc cho mềm rồi nghiền nó ra để cho ít kem sữa vào, chút bơ là xong. Đó, mình luộc mình có cho chút xíu muối. Với rau của mình chuẩn bị nè. Ồ, nó to. Khổng lồ. Cái khoai mình luộc cho nó thiệt là mềm luôn các bạn. Mình có cho ít hành tây vô luộc đó. Lát mình xay cho nó thơm. Bây giờ mình sẽ cho vào cái tô vô đó, mình sẽ xay nhuyễn nè các bạn. Hoặc là các bạn có thể dùng cái gì để nghiền ra cũng được. Nhưng mà mình thích xay nhuyễn nè, mình có máy xay cầm tay á. Các bạn có thể xay với lại sữa đặc, sữa tươi. Hoặc là muốn béo thì dùng kem béo và bơ. Bơ thì các bạn có thể dùng bơ thường, mà mình có cái garlic parmesan basil và bơ đơ này mình mới mua trong chợ Sprout á. Mình cho vào nó có mấy cái lá thơm để cho nó thơm luôn. Bây giờ mình cứ cho một ít sữa vào này, chất lỏng, và mình xay theo cái độ mà đặc hay lỏng theo ý từng người nha. Mình xay khi nó còn nóng rồi mọi người. Mình cho ít kem béo. Lát mình sẽ cho một tí muối nữa. Thường cái này thì người ta sẽ nghiền tay đó mọi người, nó mềm lắm, dễ nghiền lắm, nhưng mà mình có máy thì mình xay cho cái hành nó nghiền. Cái này họ đặt rồi mọi người, cho một tí sữa theo, cho một tí kem béo vào nữa nha. Xong mọi người ơi, bây giờ mình sẽ rắc một chút ngò lên và một lá thang. Một lát mình ăn mình sẽ hâm nóng, là mình sẽ cho một cục bơ vào nữa. Mọi người, buổi tối của mình đã chuẩn bị sẵn sàng ở đây. Hôm nay mình ăn lẩu Nhật Bản shabu shabu ha. Có thịt bò thái sẵn mua trong Costco nè. Có nước súp hồi nãy mình nấu nè. Đó, có hành để bỏ lên ăn. Và có rất là nhiều loại nấm luôn. Tất cả các loại mushroom. Đây nè, có một loại nè, hai loại nè, ba loại nè. Đó, bốn loại, năm loại, sáu loại mushroom. Rồi, này là cải bok choy nữa, còn cải thìa nữa mà thôi nhiều quá thôi mình không bỏ lên nữa. Đó, còn cái này cái nước sốt để ăn lẩu nè. Đó, nước sốt đen và nước mè nè. Rồi,
có smashed potato khoai tây nghiền cho Dominic nè. Đó, và đặc biệt là một món không thể thiếu là pumpkin pie. Mình đã làm cách đây một ngày rồi để cho khỏi lu bu á mọi người. Pumpkin pie này mình làm từ cái vỏ cho đến cái nhân luôn á mọi người, không có mua nha. Rồi ở Costco hả, năm nay họ bán pumpkin pie được quá trời luôn, tại nó rẻ quá mọi người. Có 4 đô 99 cent một cái pumpkin pie. Mình nghĩ là 12, 14 inch thì nó bự lắm. Nhưng mà thì nói chung là cho cuộc sống bận rộn mà đâu phải ai cũng có thời gian làm pumpkin pie. Pumpkin pie là cái mất thời gian, là cần làm cái đế các bạn, khó làm mất thời gian lắm. Cho nên là Costco họ làm vậy thì mọi người rất là tiện, không phải là ai cũng có điều kiện làm. Nhưng mà làm ở nhà thì lúc nào cũng ngon hơn ha. Ok, bây giờ mình sẽ nấu nước lẩu sôi lên rồi mình sẽ mời cả nhà ra ăn. Yeah, và có một số nước uống nữa nè. Đó. Rất là ấm cúng luôn. Mình có làm một tô udon rau củ quả không để cho bà cụ Cherry hàng xóm nhà mình đó các bạn. Bà bảy mấy tuổi, gần 80 tuổi đây mà ở con mình nè, con gái ở xa cho nên là ngày lễ này rất là buồn. Bà đang bệnh nữa cho nên là mình sẽ làm mang qua cho bà ăn, ăn lẩu ấm, nước súp ấm để cho mau lành bệnh nè. Bà bị giống như bị trúng thuật đó các bạn ơi, thấy thương lắm. Theo là tiết mục chụp hình lưu niệm các bạn ơi. 1, 2, 3, Happy Thanksgiving! Happy Thanksgiving! Mời mọi người cùng dùng bữa tối với gia đình mình hôm nay nha. Mình hơi ngại nói chuyện trước ống kính khi mà có gia đình ngồi kế bên ăn uống đông đủ á mọi người, cho nên là mình không có giao lưu với máy quay, cho nên là bây giờ mình mới lồng tiếng mình nói lại nha, cho mình xin lỗi các bạn nha. Mình cũng không có quen mà mai mốt mình sẽ cố gắng tập, bởi vì mọi người thích là vừa ngồi ăn vừa giao lưu với khán giả đó, cho nên là mình sẽ cố gắng, nhưng mà lần này thì bỏ qua cho mình nha. Các bạn biết sao nhà mình không có ăn turkey không? Tại vì nhà mình chỉ có hai người lớn thôi mà hả, những cái con turkey họ bán trong lễ Thanksgiving rất là to, khoảng hả toàn là 5-10 kg không mà, cho nên là làm sao hai vợ chồng mình có thể ăn nổi. Nhưng mà mình cũng không có thích ăn turkey nữa mọi người. Mấy năm trước thì cũng có làm gà ta quay á, thì cũng ok, nhưng mà thích ăn lẩu hơn. Nó trời nó lạnh á, rồi ăn ai cũng ăn được, cho nên là chủ yếu là cái không khí gia đình mình quây quần bên ngày Thanksgiving với nhau, chứ không nhất thiết là mình phải ăn đúng gà tây mọi người ha. Tại vì gia đình mình cũng là người Việt mà, mà năm nay á, mình có ông xã ở nhà cho nên mình cũng vui lắm, cho nên là chủ yếu là không khí. Michi, so cute. Beautiful. That one. Well. I need a napkin, please. Cái này, we want for her. Napkin. It's yours, dear. Ngàn đây người ta mới kìa. We want for her. Some. Need some. You're a little bit closer to the idea, right? Mm. You know what I think? This is my favorite restaurant. Tao đèn mà. Tao đèn, trời muốn nghe hay. Sao đơn. Sao đơn. I'm so proud of Dominic, my country, our country. You know. And we need more brats, huh? Yeah. Huh? I'm not surprised with country. Everyone likes going there.
Cả nhà mình đang coi cái show trên Netflix các bạn, nói về ẩm thực các nước á. Thì cái người đầu bếp đó tới Việt Nam á, và Dominic rất là thích coi, thấy Việt Nam rất là tò mò những cái quán ăn đường phố nè, rồi những cái người Việt rất là dễ thương, hòa đồng á. Cho nên là mình cũng coi, mình thấy mình cũng nhớ nhà lắm các bạn, nhớ Việt Nam. Một ăn dessert đã bắt đầu. Hai đứa nhỏ nhà mình nó rất là thích ăn pumpkin pie của mình làm đó các bạn. Pumpkin pie này là mình làm từ A đến Z luôn mọi người. Mình làm luôn cái đế bánh và cái nhân bánh đó. Thì làm ở nhà hơi cực đó, nhưng mà ăn chất lượng đó các bạn. Ăn no rồi, ăn pumpkin pie. Ngon không? Ngon quá. Số 1. Số 1. Ăn uống xong Thanksgiving là mình bắt đầu dọn chân đồ, cái bàn đồ của Christmas lên nè. Cái này để căng cái bàn hình Christmas nè mọi người, mà màu trắng. Đó. Bây giờ là cả nhà mình là không khí Giáng sinh rất là tràn ngập luôn á. Bữa là còn cái bàn chưa có làm. Đây là kết thúc, mình chúc các bạn gần xa một ngày lễ tạ ơn thật là ấm cúng và đầm ấm bên gia đình. Hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau. Bye bye.